Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Thanh Mai. Hôm nay cái cây khế ở mé trên nhà này ra hoa quá chừng luôn mọi người. Hôm nay Mai quay giới thiệu với mọi người về công dụng của từ cây khế nha. Cây khế này thì về tính dược liệu, từ hoa, quả, lá, thân đều có tính dược liệu đó mọi người. Về từng cái bộ phận đó, nó sẽ có những cái công dụng khác nhau. Hôm nay mình thấy nó ra hoa quá chừng luôn. Đây là cái cây khế chua đó mọi người. Cái hoa này mình có thể hái vô để mình trị ho được nè. Mình chưng với lại đường phèn á, rồi mình uống ha. Nếu mà để điều trị ho như những chứng ho nhẹ thì mình có thể dùng hoa của cây khế chua hoặc khế ngọt đều được nha. Còn nếu mà dùng trái á, thì cái trái khế chua nó sẽ có nhiều cái dược tính hơn là cái trái khế ngọt. Nhưng mà cây nào thì mình cũng dùng được hết. Đa phần là nó có cái tính mát á. Cái hoa này mình có thể chưng khoảng 5g hoa tươi với lại đường phèn mình uống trong ngày ha. Mình uống khoảng tầm 4-5 ngày đối với những chứng mà ho nhẹ. Mình có thể uống riêng lẻ hoặc là mình uống chung với lại gừng. Gừng cũng được nha mọi người. Hoặc là có lá tía tô á, mình sẽ để hoa khế với lại lá tía tô chung luôn, mình chưng cách thủy rồi mình dùng ha. Em mấy cái trái khế non quá chừng luôn. Còn đối với lá thì mình có thể đối với những chứng mà bị đau họng á mọi người, hay bị đau họng thì mình giã nát cái lá khế này nè, mình lấy nước rồi mình ngậm từng chút nhỏ thôi, mình nuốt ha. Ngày mình làm vài lần vậy trong vài ngày á cũng đỡ rất nhiều. Nhớ là đâm với để một tí muối nha. Hoặc là mình đâm cái lá này nè, điều trị ngứa nữa đó. Các cái bệnh ngoài da thì mình có thể đắp lên. Rồi nếu mà nhiều quá thì mình sẽ nấu nước mình uống. Thì hai cái kết hợp như vậy đó mọi người. Cái trái khế chua này có rất là nhiều cái vitamin ở trong đó, như là vitamin C nè, K nè, để mà tăng sức đề kháng đó mọi người. Có cả vitamin E nữa, B5. Có một cái số chứng bệnh mà mình có thể áp dụng uống cái quả khế. Đây nè, ra hoa quá chừng luôn. Mà khi mà mình hái cái hoa này mình làm thuốc á, thì mọi người hái những cái hoa búp thôi ha. Để nó có cái nhiều cái dược tính á. Những cái hoa nở thì nó bị ong hút mật á, nó sẽ không có còn nhiều dược tính như là những cái hoa búp chuẩn bị nở. Mình chỉ nói một cái số cái vị thuốc mà đơn giản chúng ta có thể tự áp dụng. Còn những cái bệnh mà phức tạp á thì nó còn nhiều cái công dụng lắm. Nhưng mà những cái bệnh như ho, đau họng rồi đó, hoặc là chúng ta bị tiểu gắt á, tiểu gắt, tiểu buốt rồi thì mình cũng có thể sử dụng được. Nấu nước uống, mấy cái đó mình dễ làm tại nhà ha. Còn đối với những cái chứng bệnh mà từ bên trong cơ thể giống như là co giật đồ đó thì mình phải kết hợp với một số cái vị thuốc nữa mới hiệu quả nha. Vỏ khế cũng có thể chữa phong nhiệt, nổi mề đay, mẩn ngứa nữa đó mọi người. Cách dùng là mình cạo cái lớp vỏ ngoài á, rồi mình sắc uống
thường thì mình dùng cái bông với cái lá khế để mà mình uống. Cái cây khế này thì nó cái lá với cái hoa thì nó có cái tính hơi chua và chát á mọi người, nhưng mà cũng rất là dễ uống nha. Hoa khi mà mình chưng chung với đường phèn á uống rất là dễ. Mình có Mai thường uống hoài à, lúc trước á hay chưng hoa khế uống cái đường phèn nó dễ uống luôn. Lá khế uống thì nó có vị chua chua, còn cái hoa khế thì nó chỉ có vị chát chát thôi, mà mình để chung với cái đường phèn nó ngọt á thì uống không có bị đắng bị gì hết trơn á. Lá khế cũng vậy, nó hơi chua chua chát chứ không có đắng nha. Mọi người nhà mùa này ai có hoa khế nè, mình đau họng mình ho mình làm thử mình uống ha. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Mai cũng như là ủng hộ Mai để mình làm những video nhiều hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại ở những video sau nha.